Phạm Như Hiển, một gương mặt tiêu biểu của câu lạc bộ thầy thuốc trẻ, không chỉ rèn luyện trau dồi để trở thành một thầy thuốc trẻ có năng lực trong nghề y, Như Hiển còn là tấm gương sáng có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào thiện nguyện, công tác xã hội của Bệnh viện Trung ương Huế nói riêng và Thừa Thiên Huế nói chung. Một bạn trẻ hôm nay, thân mời các bạn cùng gặp gỡ bác sĩ trẻ Phạm Như Hiển. Mình là Phạm Như Hiển, hiện tại mình đang là bác sĩ điều trị tại khoa ngoại nhi cấp cứu bụng và khoa nội soi Bệnh viện Trung ương Huế. Mình cảm thấy rất may mắn khi sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề y khoa. Đó là động lực để cho mình cố gắng và phấn đấu để mà có thể vào đại trường y và trở thành một bác sĩ như ngày hôm nay. Khoác lên mình chiếc áo blue trắng, chàng trai này luôn tâm niệm rằng làm bác sĩ phải luôn chuyên cần, nâng cao y đức để tạo niềm tin cho bệnh nhân. Có lẽ đó cũng là động lực để người bác sĩ trẻ luôn sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng xã hội. Đối với Hiển, niềm vui xuất phát từ những việc làm có ích cho mọi người và càng ý nghĩa hơn khi được sống trọn vẹn một chữ tâm với nghề. Thời gian qua, dù ở cương vị nào, bác sĩ trẻ Phạm Như Hiển vẫn luôn nỗ lực tận tâm, hết mình vì người bệnh. Trong xã hội 4.0 hiện nay, thầy thuốc trẻ đóng vai trò rất quan trọng. Vừa là những người trong xã hội mới phải vừa thông thạo về kỹ năng chuyên môn. Tại Bệnh viện Trung Huế, mình được may mắn được giao cho nhiệm vụ tham gia tại khoa ngoại nhi cấp cứu bụng và khoa nội soi. Mình luôn mong muốn cố gắng phấn đấu thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của một người bác sĩ tại cả hai khoa đó. Thầy mình luôn cố gắng tìm tòi nghiên cứu để đào sâu, có tìm hiểu những kiến thức mới, những cách áp dụng những cái công nghệ mới trong thời đại 4.0 hiện nay vào ngành y. Mặc dù là một bác sĩ trẻ nhưng mà nhiệt huyết và khả năng làm việc của anh rất là tích cực. Thì anh Hiển luôn luôn là có tinh thần tập trung cao độ, sẵn sàng chia sẻ, chỉ bảo và ngoài ra anh Hiển cũng sẽ hướng dẫn gửi lên thêm cho mình những cái link học tập ở trên mạng. Không chỉ là một bác sĩ giỏi, Phạm Như Hiển còn là ủy viên Ban chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Trên vai trò đó, bạn trẻ này luôn có trách nhiệm, tiên phong trong các hoạt động, các phong trào thiện nguyện, công tác xã hội của Bệnh viện Trung ương Huế. Cùng với lợi thế tiếng Anh trình độ IELTS 8.0, Hiển nhanh chóng trở thành một nhân tố thường xuyên góp mặt trong các chương trình giao lưu hợp tác quốc tế của Bệnh viện. Thông minh, hiểu biết rộng và sáng tạo là những cái mà mình ấn tượng với Hiển khi lần đầu tiếp xúc. Hiển là một trong những người tiên phong trong phong trào khám chữa bệnh, tổ chức các cái đợt khám thiện nguyện cho bà con. Với những cái đóng góp tích cực vào hoạt động khám chữa bệnh, thiện nguyện, hoạt động cho cộng đồng, hoạt động vì sức khỏe nhân dân, thì Hiển đã vinh dự là được lựa chọn là một trong 15 cá nhân tiêu biểu trên tất cả mọi lĩnh vực, được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ, nơi đại diện cho tiếng nói của cả bác sĩ trẻ sống trong thời đại mới. Bằng những lối đi riêng, Phạm Như Hiển đã giúp mọi người có những nhìn nhận nghiêm túc hơn về tầm quan trọng của một người bác sĩ trong ngành y khoa. Với mục tiêu tạo môi trường thân thiện và ươm mầm đam mê học tiếng Anh đối với bác sĩ và điều dưỡng, chàng trai luôn tích cực sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động, tạo được niềm vui và sự gắn kết, cũng như nâng cao kỹ năng mềm cho các thành viên. Tiếng Anh là ngôn ngữ của khoa học, nó cũng là ngôn ngữ của y khoa. Đồng thời, ngành y không phải là một ngành mà mình có thể làm việc một mình, mà còn là sự kết nối giữa các y bác sĩ, nhân viên y tế, sự trao đổi về mặt chuyên môn, về học thuật và giao lưu với các người làm ngành y trên toàn thế giới. Mỗi tiết học thì chúng mình học được rất là nhiều các cái chủ đề khác nhau. Hiện biết cách kết nối tất cả các thành viên trong câu lạc bộ để tạo sự hăng say. Đặc biệt thì lớp tiếng Anh này thì có sự tham gia của các bạn sinh viên nước ngoài. Từ đó giúp cho mình có thể trau dồi được cái sự tự tin, mạnh dạn cũng như là cải thiện được cái kỹ năng tiếng Anh giao tiếp. Y khoa là một chặng đường suốt đời, là một chặng đường vô cùng khó khăn và vất vả. Một người làm ngành y là gắn liền với sự hy sinh. Là một người làm ngành y, mình luôn muốn đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của tỉnh và của Bệnh viện Trung ương Huế.